Rồi em mến chào tất cả anh chị em ha. Thì hôm nay em sẽ cắt tỉa cây dâu tầm này lại ha. Dâu tầm này là siêu trái nha anh chị. Để em quay gần lại cho anh chị xem trái ha. Cái loại dâu tầm này nó rất là đơn giản để trái nha anh chị. Miễn mình tuốt lá ra là nó lên trái dữ lắm nha. Đó, miễn mình lật lá là trái nó lên rất là dữ. Mà hôm nay em tính em cắt bỏ cái tán này nha anh chị. Làm tán mới lại ha. Mình bấm gọn lại. Mình làm bonsai nên không cần phải cái tán lớn như thế này nha. Thì hiện tại thì cái tán này rất là lớn rồi. Cái dáng cũng đẹp nhưng mà thôi giờ em quyết định là em sẽ thu mấy cái cành nó lại để làm bonsai con gọn nhỏ nhỏ ở trong thôi ha. Thì cái mình thú nó rất là đẹp luôn. Đế đắm rồi ha. Tay chân cành đó nè, giờ em sẽ rút tay chân cành lại ha, cho nó gọn lại, bonsai không cần lớn đâu. Trái siêu trái nha anh chị. Phòng dữ vậy. Rồi, thôi em để em rút cành lại em quay tiếp cho anh xem ha, anh em xem ha. Rồi anh chị nhớ ủng hộ cái kênh của em ha, đăng ký kênh để được xem video mới nhất của em phát nha. Siêu tầm bonsai gián thú ha. Rồi tiếp tục ha. Thì em cũng ngừng lại cái em bấm cho nó hết cái tán rồi nha anh chị. Rồi em quay tiếp tục đây ha. Thì hiện tại thì em sẽ soạn lại những cái cành nào xài thì mình đánh dây lại ha. Còn những cành nào không xài thì có thể em diệt bỏ luôn nha anh chị. Đó, đây mấy cái cốt chính của nó là những cái chân này nè, chân cành nè ha. Thì mình vẫn để lại hết, rồi mình đánh những cái cọng nào thấy nó đẹp, nó hiệu quả thì mình để lại mình đánh dây. Còn những cái cọng nào nó không có hiệu quả thì mình bấm tiễn bỏ để cho nó thưa cái chân cành lên ha. Thì cái dâu này anh em nào muốn sở hữu thì giá của nó cũng rất là rẻ cho anh em chơi nha. Đó, thì nói chung thì nó rất là dễ để trái nha anh chị. Nó lú ra là nó sẽ trái dữ lắm luôn. Cái này gọi là dâu này nó siêu trái luôn nha anh chị. Như cành này nó dư ha, bấm bỏ nha. Anh em nào đam mê bonsai thì ủng hộ cây dâu này về chơi ha. Cọng này vẫn xài được, vẫn đánh dây xài được ha. Đó, ví dụ như nó dư quá mình có thể mình tỉa bỏ bớt nha anh chị. Nói chung thì nó rất là dễ trái luôn. Thì anh chị nào có yêu thích cây dâu tầm này thì ủng hộ về chơi ha. Thì về lắm mà mình tạo dáng bonsai mình tự mình tạo ra nó ý nghĩa lắm. Nó đam mê thì mình chơi mình phải tự tạo nó sẽ hay hơn. Mình không biết thì mình nghiên cứu mày mò ha. Hình thú rất là đẹp. Em xin kết thúc video tại đây để mình làm việc ha. Chứ mình vừa cầm máy vừa quay thì mình làm việc nó cũng hơi khó khăn. Cái dâu này thì em đã xử lý rồi nha anh chị. Cái đầu cắt ở trên em đã xử lý rồi, anh em khỏi an tâm ha. Thì nó không có ấy nữa, nó em xử lý keo được hết thì nó không có còn ăn này nữa. Với chỗ cái thẹo này, cái thẹo lưng nó ha, em cũng xử lý rồi, rất là sạch sẽ nha. Rồi. Cái này cái đuôi. Cây này về hình thú nha anh chị. Quá đẹp luôn. Tay chân cành là dư chân cành luôn, siêu trái nha anh chị. Rồi em chào tạm biệt ạ. Anh chị nào có đam mê và ủng hộ em cái đơn dâu này hay cái dâu này ha, nhớ đăng ký kênh của em để xem được xem cái video mới nhất nha anh chị. Rồi em chào tất cả anh chị ạ.